Ovensi sạch viêm phụ khoa, cảm xúc thăng hoa. Mình tên là Phương Hòa, năm nay 30 tuổi, hiện tại là sống ở Khánh Hòa. Thì trước đây là mình bị viêm lộ tuyến cổ tử cung. Thì cái biểu hiện của nó như là khí hư ra nhiều, rồi nó có màu vàng, nó hôi, mà nó ngứa ngáy khó chịu lắm. Nhiều khi mẹ chồng mình cứ bảo là sao con gái con lứa mà cứ gãi thành thạch vậy con. Trời ơi, thiệt sự là mình thấy xấu hổ vô cùng luôn á. Mà nó bị một cái nữa là hay bị đau bụng dưới á, rồi đi tiểu nhiều hơn bình thường. Mình thấy nó ảnh hưởng rất là nhiều mặt, mà cái đặc biệt đó là ảnh hưởng đến cái cuộc sống vợ chồng. Tại vì mình đang bị tự ti về cô bé của mình, thì không có gần gũi với chồng nhiều á, cảm thấy là nó hơi bị lạnh nhạt, nó không có còn mặn nồng như trước nữa. Mà bây giờ mình hai vợ chồng mình muốn có em bé nhưng mà thả lâu rồi chưa có dính bầu. Bác sĩ có khuyên mình là nên đốt diệt tuyến, nhưng mà mình tìm hiểu mình biết cái phương pháp này nó làm cho cái cổ tử cung của mình thu nhỏ lại thì rất là khó có con. Nhưng mà hai vợ chồng mình đang muốn có con nên là không có muốn cái sử dụng phương pháp này. Tâm trí của mình lúc đó mình cảm thấy mình buồn, mình cái tâm trạng của mình xuống hẳn luôn á. Mình ngày tối mình cứ suy nghĩ nhiều khi cứ vô phòng đóng cửa lại khóc một mình. Mình biết đến cái sản phẩm Ovensi này tại vì mình tham gia trên Facebook. Ở trên Facebook của mình có nhiều nhóm hội chị em, mình cũng có hỏi tham khảo ý kiến của các chị á, thì cũng có một chị hướng dẫn cho mình sử dụng cái sản phẩm Ovensi này. Tại vì chị sử dụng rồi có hiệu quả tốt nên chị là kêu mình là mua về sử dụng đi, tại vì nó tốt lắm em à. Rồi giá thành của nó cũng rẻ nên là mình quyết định mình mua và mình dùng thử. Sau khi mà sử dụng Ovensi này được gần 2 tháng thì thiệt sự là kết quả nó là mình bất ngờ. Tại vì cái bệnh viêm phụ khoa của mình là nó hết hoàn toàn luôn. Những cái triệu chứng như là khí hư hay là mùi hôi thì nó cũng dứt luôn. Đặc biệt cái là vùng kín của mình lúc nào nó cũng khô thoáng và thơm mát. Mà cái triệu chứng đau bụng hay là đi tiểu gì đó thì mình thấy nó cũng hết luôn. Nhờ đó mà cái việc sinh hoạt vợ chồng của mình nó cũng được trơn tru thuận lợi hơn rất là nhiều. Mình lúc nào cũng hấp dẫn anh ấy. Và bây giờ thì mình đang có bầu 3 tháng. Bác sĩ bảo mình nên sử dụng cái sản phẩm Ovensi này trong suốt cái thời kỳ mang thai. Tại vì cái sản phẩm này rất là tốt, nó bảo vệ cho vùng kín của mình lúc nào cũng được sạch sẽ và bảo vệ em bé luôn được an toàn. Cảm xúc của mình thì bây giờ chỉ có vui mừng với là hạnh phúc thôi. Vui mừng là tại vì mình đã hết bệnh rồi, còn hạnh phúc là mình gia đình mình sắp sửa đón thêm một công chúa nhỏ. Trong cái bộ sản phẩm Ovensi á là nó có 4 sản phẩm, nhưng mà mình thích nhất vẫn là cái sản phẩm xịt thảo dược Ovensi. Tại vì nó có một cái dòi dài để mình đưa sâu vào âm đạo, rất là dễ sử dụng. Và lúc mà mình xịt đó thì nó kích thích những cái giác quan ở trong cái âm đạo của mình đó. Nó là mình nhột nhột nhưng mà mình lại thích. Đầu tiên thì mình cũng cảm ơn sản phẩm Ovensi để mang lại cái niềm hạnh phúc trọn vẹn cho mình bây giờ. Và nó đã trị khỏi cái bệnh của mình. Và mình khuyên những cái chị mà đang bị bệnh viêm phụ khoa mà đang tìm kiếm những cái sản phẩm tốt để sử dụng thì nên mua sản phẩm Ovensi về sử dụng. Tại vì mọi người cứ nhìn mình người thật việc thật nên là có sự tin tưởng tuyệt đối, cứ mua sản phẩm về sử dụng. Và mình tin chắc là cái sản phẩm Ovensi này cũng có hiệu quả với tất cả mọi người.